Rất vui đã trở lại với các bạn tại Nguyên Hồng Audio. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cặp loa bút xe nhỏ gọn của hãng Onkyo, đó là loa Onkyo D502A. Đây là phiên bản tiếp nối sự thành công của Onkyo D500 Liverpool. Nên loa được thiết kế trau chuốt và cải tiến hơn. Thùng loa to và nặng hơn. Loa hai đường tiếng bass 20 cm. Kích thước loa thì cao 47, rộng 38, hậu rất sâu 34. Loa có lỗ thoát hơi phía trước. Viền loa vẫn còn nguyên zin nha các bạn. Để đánh giá mình thì đây là một cặp loa bút xe đáng đồng tiền để sưu tầm và nghe. Âm thanh cao cấp so với giá tiền. Bass rất là ấm và đều. Trép nhuyễn, mềm mại, trong sáng. Bây giờ mình sẽ test luôn nhạc cho các bạn nghe. Rồi các bạn nghe nhé. Onkyo D502 nặng khoảng 16 kg một chiếc. Có trở kháng là 6 ohm. Công suất 150W. Âm vực ra rất là rộng các bạn. Em mình đánh giá là dãy cao là rất chi là chi tiết. For the rest when I'm no faith.
Rồi, mình đã test xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ nhấn nút đăng ký với góc video để ủng hộ mình nha.